Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một đứa trẻ mới 7 tuổi chỉ vì lỡ lấy trộm một gói mì tôm của bà nội mà bị cha phạt nặng tới mức trói vào cây rồi chất sơm đốt. Lửa bốc cháy ngùn ngụt, ngột, đứa con nhỏ la hét trong hoảng loạn, trong sự sợ hãi nhưng người cha lại chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Thế nhưng, đằng sau hành động mà nhiều người cho rằng tàn ác của người cha lại ẩn chứa câu chuyện đau lòng. Chi tiết vụ việc này như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Chiều ngày 24 tháng 11 năm 2014, những người có mặt tại bệnh viện Nhi Nghệ An không ai kìm được sự xót xa trước tình trạng bỏng nặng của cháu Bùi Khắc Vinh, sinh năm 2007, trú tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Hai chân, bụng được bó bột trắng toát, khuôn mặt ngây thơ vẫn chưa hết sợ hãi vì bị bố phủ dơm đốt. Theo người nhà cháu Vinh kể lại. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 20 tháng 11 năm 2014, bà Hoàng Thị Năm, bà nội của cháu Bùi Khắc Vinh, đi chợ về mua 10 gói mì tôm và cho cháu Vinh 4 gói. Nhưng khi ăn hết, Vinh lại tiếp tục đến nhà bà lấy trộm thêm một gói mì tôm nữa. Thấy Vinh trộm của mình một gói mì tôm, bà nội liền mách bố của Vinh là anh Bùi Khắc Thế. Nghe mẹ nói, người bố này tức giận đã trói cháu V vào gốc cây rồi chất rơm dưới chân và châm lửa đốt ngọn lửa nhanh chóng bùng lên đau đớn hoảng loạn cháu v kêu cứu nghe tiếng kêu hàng xóm chạy sang cởi trói và giải thoát cháu v ra khỏi đống lửa ngọn lửa đã làm cháu v bị bỏng ở chân sau khi sự việc xảy ra người thân đưa cháu v vào nhà nằm nghỉ chiều cùng ngày nhận được tin báo cán bộ y tế cùng đại diện chính quyền đã đến nhà và đưa cháu v về trạm xá để sơ cứu vết thương Do tình trạng vết bỏng khá nặng, cháu V đã được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa, huyện Anh Sơn để chữa trị. Sau khi chất dơm, đốt, dọa con xong, anh Thế đưa Châu ra đồng để chăn như không có việc gì xảy ra. Khi cháu Vinh được hàng xóm đưa đi trạm xá cấp cứu, bố cháu vẫn không hề hay biết. Đến chiều tối trở về, nghe tin cháu đang được điều trị ở trạm xá, thì lúc này anh Thế mới vỡ lẽ. Gương mặt chị Nguyễn Thị Xuân, 38 tuổi, mẹ cháu Vinh, khắc khổ già trước tuổi, nhìn vết thương của con chị không cầm nổi nước mắt cuộc sống gia đình nghèo khổ khó khăn ở nhà không có việc làm bố nó lại thần kinh không bình thường túng quẫn quá tôi phải để con ở nhà đi vào trong thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông để hái cà phê kiếm tiền hôm đó nghe ở nhà gọi điện vào báo tin thằng vinh bị bố no đốt bỏng nặng tôi vội vàng xin chủ cho nghỉ việc về với con sáng hôm qua mới về đến nhà tôi đưa cháu xuống bệnh viện nhi nghệ an luôn theo các bác sĩ tại khoa chấn thương bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cháu Bùi Khắc Vinh được người nhà đưa vào bệnh viện lúc 16 giờ 20 phút ngày 23 tháng 11 năm 2014 sau khi đã được khám và điều trị tại bệnh viện tuyến huyện. Cháu nhập viện trong tình trạng hai chân bị sưng nề, phát mủ đỏ, bị bỏng nặng ở vùng sinh dục, hai đùi, hai càng chân, diện tích bỏng lớn, cấp độ 3, 4 chiếm 30% nên được theo dõi đặc biệt. Chị Nguyễn Thị Xuân cho biết Cách năm 2012, trong một lần đi làm về anh Thế bị tai nạn xe máy, chấn thương sọ não. Hiện nay anh Thế vẫn thỉnh thoảng nóng giận thất thường và dọa nạt con. Chỉ những lúc nóng giận anh ấy mới dọa nạt con, chứ bình thường anh ấy thương con lắm. Đốt con như vậy cũng chỉ vì tức giận, bố nó cũng không ngờ con mình ra nông nỗi này. Chị Xuân chia sẻ. Chị Trần Thị Anh, mợ cháu Vinh cũng cho hay, từ khi bị tai nạn, anh thế nóng giận thất thường, khi vui thì cười, nhưng khi nóng giận thì hay dọa nạt mọi người xung quanh, kể cả mẹ ruột và vợ con anh. Trao đổi với ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lĩnh Sơn, ông cho biết, anh Bùi Khắc Thế vốn không ổn định về thần kinh, hành vi không kiểm soát do ảnh hưởng của vụ tai nạn xe máy gây chấn thương sọ não năm 2012. Gia đình anh Thế có hoàn cảnh khó khăn, ba năm liền là hộ nghèo. Được biết, anh Thế nên duyên với chị Xuân vào năm 1997, một năm sau đó, cậu con trai đầu lòng ra đời, khiến mái ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười. Đất ít, nhà nghèo nên anh Thế đi làm thợ xây để kiếm thêm thu nhập. Lần lượt hai đứa con trai tiếp theo ra đời khiến kinh tế ngày càng kiệt quệ. Năm 2012, trong một lần va chạm giao thông, anh Thế bị chấn thương sọ não. Thoát chết trở về, người đàn ông này mất sức lao động, chỉ ở nhà trông con và phụ giúp vợ những việc nhẹ nhàng. Cách đây một tháng, chị Xuân và Nam làm ăn để kiếm thêm thu nhập gửi về cho chồng nuôi hai con. Tuy nhiên, tiền lương chưa kịp nhận, chị đã phải về quê gấp để chăm con trong bệnh viện. ngôi nhà nhỏ lưng chừng đồi của vợ chồng anh Thế, không có vật dụng gì đáng giá. Anh Thế trầm tư không muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra. Sau một hồi trò chuyện, người đàn ông này ngậm ngùi tôi chỉ muốn dọa con để lần sau con không làm như vậy nữa. Không ngờ sự việc lại đến mức này. Tôi là bố nó, tôi cũng thương nó chứ. Có người bố nào lại muốn làm con mình đau đâu. Bây giờ tôi ân hận lắm, tôi chỉ mong con sớm lành bệnh để về nhà. Cũng theo anh thế, lúc xảy ra chuyện, anh không thể kiềm chế được bản thân do vết thương cũ trở trời mà tái phát. Tiếng rên khe khẽ của con trai trên giường bệnh khiến chị Xuân đau đớn lén lau giọt nước mắt rồi động viên con trai khuôn mặt khắc khổ của người mẹ khiến nhiều người trong phòng bệnh thương cảm nén tiếng thở dài chị xuân giãi bày khổ thì cũng khổ rồi khổ mấy tôi cũng vượt qua được trong cuộc sống vợ chồng anh ấy là người chồng tốt lúc sức khỏe bình thường anh ấy yêu thương con chỉ có khi thời tiết thay đổi anh ấy mới trái tính biết tình hình sức khỏe của con trai đã tiến triển tốt tâm trạng của chị xuân khá hơn dù rất giận chồng nhưng chị xuân rất sợ chồng vướng vào vòng lao lý nghe mẹ nói tội của bố có thể sẽ bị công an bắt thằng bé vinh dãy nảy đừng bắt bố thế đi tù con chừa rồi con không hư nữa bình thường anh thế đối xử với vợ con rất tốt thỉnh thoảng các cháu có hư không nghe lời anh ấy mới đánh đòn cũng chỉ là để các cháu biết sợ mà chừa đây chẳng qua là sự cố thôi tôi biết anh ấy không cố ý hại con đâu chị xuân cố gắng tìm lý do thanh minh giúp chồng vợ chăm con dưới bệnh viện anh thế ở nhà trông nom đứa con út những ngày qua anh phải chịu không ít điều tiếng từ người dân trong xóm người ta bảo anh ác hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con anh chẳng dám đi ra ngoài hai bố con chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ chống hùa chống hoác anh đón những người khách lạ bằng khuôn mặt hơi khó chịu nhưng rồi người cha này cũng chịu trải lòng về chuyện mình chất dơm đốt con anh bảo, vì thằng Vinh nghịch ngợm quá, lại không nghe lời, nên trong một phút nóng giận nhất thời đã làm điều ác với con. Bao nhiêu lần đánh đòn nhưng thằng bé vẫn chứng nào tật nấy. Khi nghe bà nội mách con ăn trộm mì tôm, cơn nóng giận của anh lên đến cực điểm. Tôi trói nó vào gốc cây, nó vẫn không chịu xin lỗi. Bực quá, tôi ôm rơm chất xuống chân, định đốt để dọa nó thôi. Không ngờ, rơm bén lửa nhanh quá. Thấy lửa cháy, thằng bé kêu khóc, nhưng không hiểu sao tôi như bị mê đi chẳng biết đường dập lửa cứu con có mấy người hàng xóm sang dập lửa giúp tôi chỉ muốn dạy con bài học để nó chừa sau này không dám ăn cắp nữa thôi tôi không ngờ sự thể lại như thế này tôi hối hận lắm dằn vặt lắm anh bảo có thể khi đó vết thương cũ tái phát nên không thể kiểm soát được hành vi của mình nói rồi để như chứng minh cho lời nói của mình anh thế chạy vào mở tủ lôi ra một đống giấy tờ từ khi anh nằm viện nhiều người khi biết sự việc cũng lên tiếng trách bà nội của Vinh. Trẻ con nghịch ngợm hay có lỗi, người lớn nên bảo ban nhẹ nhàng. Đằng này, bà cụ vì bực cháu nên đã la lối trách móc. Nghe mẹ nặng lời với con, anh thế không giữ được bình tĩnh, trong cơn nóng giận đã mất khôn. Thưa quý vị và các bạn, vì di chứng của vụ tai nạn trong lúc nóng giận nửa tình nửa mê, không kiểm soát được bản thân, người cha đã gây nên thương tích nặng cho chính con trai nhỏ của mình. Con bản thân anh sau đó cũng sống trong sự dân vật ân hận. Và điều khiến cho người ta đau lòng hơn là dù đau đớn nhưng đứa trẻ 7 tuổi vẫn rất hiểu chuyện, chỉ trách mình hư, không giận cha và sợ cha phải đi tù. Có lẽ đứa trẻ hiểu được tình thương của cha dành cho mình mỗi ngày, sự việc đau lòng chỉ là sự bột phát do di chứng của vụ tai nạn mà thôi. Cơ quan chức năng cũng xử lý vụ việc theo hướng nhân văn để anh Thế được tiếp tục chăm sóc con của mình nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại